Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Liên minh Hoenn, Hoenn Pokemon League là liên minh thứ 3 được giới thiệu đến người chơi thông qua bản game Pokemon Ruby và Sapphire. Tuy nhiên, cuộc đời này vốn đơn giản nhưng people lại thường make it complicated. Hai liên minh trước là liên minh Kanto và liên minh Johto lại có những sự liên quan với nhau và có thể nói hai liên minh này là một. Vì vậy, liên minh Hoenn chính xác là liên minh độc lập đầu tiên được giới thiệu đến với người chơi trong thế giới Pokemon. Vậy liên minh này có gì đặc biệt và bao gồm những ai? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này. Video tổng hợp tứ đại thiên vương và nhà vô địch của vùng đất Hoenn. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Giờ thì chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Để chính thức bước vào thách đấu liên minh Hoenn, người chơi sẽ phải tìm đến Evergrande City. Và trong các bản game Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire, tòa nhà liên minh mà Elite Four và Champion đang ở bên trong có thiết kế cực kỳ đẹp. Nội thất bên trong còn ảo diệu hơn khi cứ mỗi trận đấu, chúng ta sẽ được đi đến một gian nhà với đặc điểm khác nhau. Nói chung là rất đã mắt. Và rất có thể vì được ở trong một địa điểm hoành tráng như vậy mà 3 trên 4 tứ đại thiên vương tại đây chẳng thèm bước ra ngoài, dẫn đến việc họ đã chưa từng một lần xuất hiện trên anime, nên chúng ta gần như mù tịt thông tin về những con người ấy. Thôi lãng mạn vậy đủ rồi, giờ thì vào vấn đề chính nhé. Tứ thiên vương đầu tiên mà người chơi sẽ chiến đấu là Sydney, tứ thiên vương chuyên về hệ bóng tối. Sydney chưa một lần xuất hiện trên anime. Lần hiếm hoi duy nhất mà chúng ta được thấy ông chú này trên màn ảnh là trong một phân cảnh cực kỳ ngắn của MV Gotcha mừng bản mở rộng DLC của Pokemon Sword and Shield ra mắt. Đây là phân cảnh của Sydney. Và đây là Sydney. Mình đã phải mất nửa tiếng để tìm ra ông thần này trong đấy. Tuy nhiên, Sydney lại được xuất hiện nhiều hơn trong manga. Ông chú này được nhà vô địch của vùng đất Hoenn triệu tập để ngăn cản trận chiến giữa Groudon và Kyogre. Đặc biệt, Sydney còn có vinh dự được sử dụng Pokemon huyền thoại Regirock trong một thời gian ngắn. Và nhờ thời gian xuất hiện cũng khá khá như vậy, chúng ta biết được Sydney dù có ngoại hình hơi kỳ dị, nhưng bên trong là một con người và đồng đội rất tốt. Ông chú này là một người lạc quan và luôn tận hưởng những gì mà mình làm, dù cho có thất bại hay thậm chí là phải hy sinh bản thân. Ở lần thách đấu đầu tiên trong game, Sydney sẽ sử dụng đội hình 5 Pokemon để thi đấu với người chơi. Dù cho 5 Pokemon này là khác nhau, đơn hệ cũng có, song hệ cũng có, nhưng tất cả đều bị khắc chế bởi hệ giác đấu, khắc tinh chính của hệ bóng tối, nên đánh bại tứ đại thiên vương này cũng có thể được xem là dễ dàng. Điều đáng chú ý là Mytiana của Sydney có Ability Intimidate, nên có thể người chơi sẽ phải rút Pokemon giác đấu chủ lực của mình về sau khi Mytiana ra sân để đảm bảo đủ lượng đam trong những pha ra đòn. Trong Pokemon Emerald, Sydney thay Sharpedo bằng Groudon, nhưng nhìn chung là cũng chẳng có khác biệt gì. Nhưng màn tay đấu với tứ thiên vương này trong Omega Ruby và Alpha Sapphire mới là điều gì đó đáng sợ. Đội hình 6 Pokemon của Sydney thay đổi một nửa. 3 Pokemon mới đến từ vùng đất Unova, trong đó có Mandibus, vừa trâu mà lại còn không sở hệ giác đấu, nên người chơi phải có thêm một hệ dự phòng cho trường hợp này. Và đặc biệt, Absol giờ đã mang theo Absol Light và có khả năng tiến hóa Mega. Game giờ là khó hơn nhiều rồi đấy. Nhưng không sao, nếu như bạn chọn Pokemon khởi đầu là Blaziken, thì trận này rõ ràng lợi thế nằm trong tay bạn. Ngay cả khi không có Blaziken, thì hai Pokemon khởi đầu còn lại đều có thể học được những chiêu thức mạnh của hệ giác đấu, nên cứ từ từ mà vượt qua ông chú này thôi. Đánh bại Sydney, người chơi sẽ đến căn nhà thứ hai, nơi mà tứ thiên vương Phoebe chuyên về hệ ma đang chờ. Cũng giống như Sydney, Phoebe cũng chưa từng xuất hiện trên anime mà chỉ xuất hiện thoáng qua trong MV Gotcha, nhưng cô nàng này trong MV dễ tìm hơn ông chú kia. Trong manga, Phoebe cũng góp một phần công sức không nhỏ trong việc ngăn cản trận chiến giữa Groudon và Kyogre. Cụ thể, cô đã góp sức điều khiển Pokemon huyền thoại Regice trong một thời gian ngắn để hỗ trợ các thành viên còn lại của tứ thiên vương trong nhiệm vụ đó. Phoebe có một sở thích khá đáng sợ, đó là cô luyện tập tại núi Pyre. Núi Pyre là nơi cất giữ hai viên Blue Orb và Red Orb chứa sức mạnh của Kyogre và Groudon, nhưng Phoebe không đến đây để bảo vệ hai viên đá này. Trên đỉnh núi này còn có một nghĩa trang rất lớn của cả con người lẫn Pokemon. Phoebe đến nghĩa trang này để luyện tập khả năng giao tiếp với các linh hồn và thấu hiểu sức mạnh của các hồn ma. Đặc biệt hơn, ba của cô nàng này cũng ở đây nên cô cũng tiện đến thăm bà luôn. Các chữ ở nằm trong ngoặc kép nha các bạn.
Thôi sợ quá, skip lẹ qua đội hình. Đội hình thi đấu của Phoebe có 5 Pokemon, trong đó có 2 Dusclops và 2 Barnett mang đương hệ ma, chỉ bị khắc chế bởi hệ ma và hệ bóng tối. Cái tên cuối cùng là Sableye, mang song hệ ma và bóng tối, chỉ bị khắc chế bởi hệ tiên. Mà Gen 3 làm gì để có hệ tiên, nên trong Ruby, Sapphire và Emerald, Pokemon này của Phoebe không hề có điểm yếu. Nhưng không sao, đây không phải là Spiritomb của Cynthia. Sableye không quá mạnh nên giải quyết em này cũng khá đơn giản. Nhưng nhìn chung thì vì sự lựa chọn về hệ của người chơi trong trận đấu này là không nhiều, nên người chơi sẽ phải chuẩn bị một thành viên đặc thù để có thể xử lý nhanh, tiêu diệt gọn các Pokemon của Phoebe. Chứ đánh lâu với cô nàng này thì cô ấy sẽ khiến Pokemon của người chơi rơi vô hàng loạt các trạng thái xấu. Nói chung là Phoebe chơi theo kiểu nguyền rủa tà giáo đấy. Đội hình trong Omega Ruby và Alpha Sapphire của Phoebe có chút khác biệt khi một Dusclops đã tiến hóa thành Dusknoir, nhưng sự khác biệt trong độ khó là không quá thay đổi. Trận tái đấu mới là trận đấu đáng lo ngại nhất. Đội hình 6 Pokemon, 5 Pokemon kia thì cũng mạnh nhưng không đến nổi. Riêng Sableye có thể tiến hóa Mega thì em này có thể một mình cân tim luôn chứ chẳng đùa. Nếu bạn không có các Pokemon hệ tiên hay các chiêu thức hệ tiên trong đội hình, thì mình mạnh dạn dự đoán tỷ lệ chiến thắng của bạn trong trận tái đấu với Phoebe chỉ nằm ở khoảng 20-30%. Vì vậy, như đã nói, người chơi nên chuẩn bị một Pokemon nào đó với nhiệm vụ chỉ để khắc chế được đội hình của Phoebe, ví dụ như Mega Gardevoir. Tứ Thiên Vương thứ 3 người chơi sẽ phải chiến đấu là Glacia, chuyên về hệ băng. Glacia là thành viên cuối cùng của Tứ Đại Thiên Vương vùng Hoenn ở ẩn và chưa xuất hiện một lần nào trên anime, nhưng lại rất enjoy cái moment được xuất hiện trong một phân cảnh của MV Gotcha. Chúng ta nên gọi Sydney, Phoebe và Glacia là hội những người thích đóng MV hơn đóng phim, và mình tin là hội này sẽ còn có thêm khá nhiều cái tên nữa. Nếu như các bạn nghĩ cô nàng đáng sợ Phoebe ở trên đủ sức điều khiển Regice một mình trong sự kiện của manga thì các bạn đã nhầm rồi. Với sự hiểu biết về hệ băng của mình, Glacia cũng đã phải góp sức mạnh của mình vào và cùng với Phoebe kiểm soát Titan kia thì nó mới chịu nghe lời. Nên tính ra thì bà cô này cũng được tính là có điều khiển Regice trong một khoảng thời gian. Glacia được cho là đã tập luyện ở một địa điểm bí ẩn nào đó để đạt được trình độ như bây giờ. Thậm chí là địa điểm đó còn không thuộc vùng đất Hoenn. Sau khi cảm thấy đủ mạnh, Glacia mới du hành đến Hoenn và trở thành một trong Tứ Đại Thiên Vương. Không biết bà cô này đã tập luyện ở đâu và mạnh như thế nào, nhưng mình thấy vô các bản game Gen 3 đầu tiên thì với đội hình này, Glacia không hề mạnh như lời đồn. Hai Sileon thì còn chưa tiến hóa đến cấp cuối, hai Glalie thì cũng thuộc hàng yếu, Warren thì cũng ok nhưng không đủ tốt để có thể gánh cả team. Một mình hệ giác đấu là đủ cân cả 5 Pokemon này của Glacia rồi. Pokemon người chơi dùng để đánh Tứ Thiên Vương Sydney đầu tiên hoàn toàn có thể tỏa sáng một lần nữa. Đây có vẻ như là một trận đấu thư giãn và nghỉ ngơi mà nhà sản xuất dành cho người chơi vậy. Sang đến Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire, ở trận chạm trán đầu tiên, Glacia đã thay hai Steelio bằng hai Froslass nên hệ giác đấu sẽ không gây một chút sát thương nào cho hai Pokemon này. Cả 5 Pokemon trong đội hình này đều bị khắc chế bởi hệ đá, nên nếu có thì tốt, còn không thì thay đổi qua lại giữa hai hệ giác đấu và lửa cũng là một cách mà người chơi có thể tính đến. Lưu ý là Warren có thích phát nên không phun lửa em này được đâu nhé. Ở trận tái đấu, Glacia có sự thay đổi chiến thuật khi sử dụng Amumasno có ability Snow Warning giúp tạo thời tiết mưa đá. Các pha ra đòn Blizzard lúc này sẽ là cực kỳ thốn, nên cái tên nguy hiểm nhất chính là Froslass vì Pokemon này có tốc độ căn bản lên đến 110 điểm. Còn lại thì cũng bình thường. Ngay cả Glalie có thể tiến hóa Mega đi nữa thì bộ chiêu thức của Pokemon này khá chán. Không phát huy được Ability Refrigerate của Mega Glalie là dở rồi, nên dẹp được Froslass là người chơi ok ngay. Nói chung thì trận đấu thứ 3 này khá đơn giản. Thành viên cuối cùng và cũng được xem là thành viên mạnh nhất trong Tứ Đại Thiên Vương của vùng đất Hoenn là Drake, chuyên sử dụng các Pokemon hệ rồng. Cứ chuyên về hệ rồng là auto mạnh nhất nhé. Đồng thời, ông cũng là thành viên duy nhất chịu đi đóng anime. Trước khi trở thành Tứ Đại Thiên Vương, Drake từng là thủy thủ. Sau này, ông cũng đã lên làm thuyền trưởng và đã giăng buồm trên khắp các vùng biển của thế giới Pokemon. Ông rất có hứng thú với những nhà huấn luyện trẻ tuổi, tài năng, nhưng lại có phần tự cao và tự tin thái quá. Với sức mạnh của mình, Drake sẽ thách đấu với những nhà huấn luyện trẻ đó, đánh bại họ và cho họ thấy những điều họ cần phải cải thiện. Vì vậy mà nhiều người cảm thấy ông hơi bị nghiêm khắc. Điểm mạnh nhất của Drake là khả năng tập trung và não nhảy số rất nhanh.
Ông dựa nhiều vào tình hình trên sân để đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt, chứ không hẳn là có những sự chuẩn bị từ trước. Cộng thêm các Pokemon của ông toàn là những Pokemon rồng máu mặt, nên chiến thắng đến với Drake có thể nói là khá đơn giản. Trong manga, chính Drake cũng phải góp sức cùng với Sydney thì cả hai mới có thể kiểm soát được Regirock. Trong game, đội hình thi đấu của Drake đều có sự thay đổi qua từng phần. Trong Ruby và Sapphire, Drake có phần dễ bị đánh bại vì 4 trên 5 Pokemon của Tứ Thiên Vương này sẽ phải nhận X4 sát thương từ hệ băng. Shelgon cũng bị khắc chế bởi hệ này. Dù cho các Pokemon hệ băng trong bản game này có phần hơi kém, thì những Azumarill, Gyarados hay Milotic với các chiêu thức hệ băng cũng dư sức giúp người chơi vượt qua Drake. Trong Pokemon Emerald, Drake thay một Flygon bằng Kingdra không sợ hệ băng. Thôi thì dùng hệ băng xử 4 cái tên kia, còn Kingdra thì từ từ giải quyết cũng được chứ không đến nổi. Không có cơ hội cho Kingdra phát huy Ability Swift Scream đã là một lợi thế cho người chơi rồi. Ở trận đấu đầu tiên ở Omega Ruby và Alpha Sapphire, Drake lại thay nhẹ Shelgon để bỏ thêm một Flygon vô nữa, nhưng người chơi hoàn toàn có thể sử dụng chiến thuật trong bản game Emerald để đánh trận này nên cũng có thể xem là dễ. Trận tái đấu 6v6, Drake giờ có lẽ sẽ chơi khô máu với người chơi. Toàn những tay đấm rất đau có mặt tại đây. Kingdra còn bỏ Ability Swift Swim để mang Ability Sniper, nên phải nói là sức sát thương mà các Pokemon này có thể gây ra là khá lớn. Tuy nhiên, vẫn còn đó những thứ mà khiến những dân chơi PvP chuyên nghiệp nhìn vô sẽ khá là ức chế. Ví dụ như việc Haxorus không có Shot Dance, cũng chẳng có Outrage, nên lượng đam gây ra sẽ lớn nhưng không đủ đau để One Hit KO được ai cả. Tệ nhất là con quái vật bầu trời Mega Salamence với Ability Aerialay thì lại chẳng có Double H hay Hyper Beam, nên có thể nói là đã mất đi một nửa sức mạnh rồi. Nói chung thì đội hình này vẫn mạnh, vẫn tạo ra thử thách cho người chơi, nhưng Drake vẫn chưa hoàn toàn phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của những Pokemon này. Nói vậy thôi, chứ chúng ta nên thấy may mắn vì điều đó. Chứ Drake mà chơi chuyên nghiệp như các cao thủ PvP, không biết khi nào chúng ta mới vượt qua được Tứ Thiên Vương nữa. Và vượt qua hết Tứ Đại Thiên Vương thì tất nhiên, người chơi sẽ đến với trận chiến cuối cùng, thử thách lớn nhất mang tên nhà vô địch của vùng đất Hoenn, Steven Stone. Lần đầu xuất hiện trong anime, Steven cho thấy anh là một người ít nói, nghiêm túc và khó gần. Nhưng càng về sau, anh đã cởi mở hơn, thân thiện hơn và đã giúp đỡ rất nhiều người. Tuy không bị bắt buộc phải chọn một hệ chủ đạo, nhưng Steven cho biết anh có niềm tin vào các Pokemon hệ thép. Còn về cái họ Stone của anh, đó chỉ thể hiện cho việc anh cũng là một dân chơi đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khác với những chủ hội quán đập đá chỉ để tìm hóa thạch, các loại đá mà Steven hướng đến mang một đẳng cấp khác, có thể kể đến như đá Mega, và có lần anh còn tìm được cả một mảng thiên thạch khiến cho Rayquaza phải xuất hiện. Khả năng chơi đá của Steven mạnh đến mức trong manga, chính anh là người đã tìm ra và đánh thức bộ ba Titan. Sau đó, một mình anh phân chia năng lượng để kiểm soát sức mạnh của Regirock, Regice và bản thân thì điều khiển Registeel. Sau khi sự kiện đó kết thúc, vì quá giới hạn, Steven đã kiệt sức và hy sinh. May mắn là có Celebi hồi sinh, chứ không thì chắc giờ anh cũng đang nằm ngủ chung với đất và đá. Dù nói là chuyên về hệ thép và không quan trọng việc đập đá để tìm hóa thạch, nhưng đội hình thi đấu của Steven chỉ có 3 Pokemon hệ thép, còn lại là 1 Pokemon hệ đất và 2 Pokemon hóa thạch. Đúng là không nên tin lời nói của dân chơi đá. Đây là một đội hình rất thiên về phòng thủ. Ngoài Armando ra, thì các Pokemon còn lại của Steven đều là những tanker thuộc nhóm máu mặt của thế giới Pokemon. Cradily chắc cũng từng là một sự ức chế của nhiều bạn với Confuse Ray hoặc Zerg Bomb, rồi sau đó cứ spam Giga Drain, nên đánh hoài mà không thấy Pokemon này hết máu. Xong thêm Skarmory với trò rải đinh rồi đầu độc nữa, nên đánh với Steven cũng khá là ức chế. Tuy nhiên, đánh bại được Champion này theo mình thấy là có hơi tốn thời gian, nhưng không phải là khó hay phải tính toán nhiều. Việc có nhiều Pokemon mang chung một số hệ như vậy giúp chiến thắng đến với người chơi đơn giản đi rất nhiều, nên thật sự mình không đánh giá cao trận đấu với Steven cho lắm. Ở trận tái đấu sau này, Steven sử dụng đội hình 6 Pokemon cũng có phần khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi. Cradily tốt như vậy nhưng lại bị thay bằng Carbink. Có lẽ Steven muốn dùng hệ tiên để khắc chế hệ giác đấu, nhưng mình không nghĩ Carbink là một Pokemon đủ mạnh để đứng trong hàng ngũ của một nhà vô địch, ít nhất là trong game. Pokemon chủ lực Metagross của Steven chắc chắn sẽ là cái tên được tiến hóa Mega. Pokemon này lên Mega thì đấm đau đừng hỏi, đủ sức One Hit KO mọi đối thủ. Nhưng người chơi cũng chỉ cần tiến hóa Mega cho Pokemon có thể khắc chế được Metagross là mọi thứ lại cân bằng ngay. Nên nhìn chung là Steven không phải là một thử thách quá khó dành cho người chơi.
và vượt qua Steven, người chơi sẽ được bước lên đại lộ danh vọng và trở thành nhà vô địch mới của vùng đất Hoenn. Một điều thú vị nữa là trong bản game Pokemon Emerald, ở dòng thời gian này thì Steven vì quá đam mê với các loại đá nên đã để lại danh hiệu Champion cho Wallace, người vốn là chủ hội quán tại thành phố Sutopolis. Vì vậy mà trong Pokemon Emerald, thử thách cuối cùng của người chơi là sẽ đánh bại Wallace thay vì đánh với Steven. Những thông tin và sức mạnh đội hình của Wallace đã được bọn mình đề cập trong video tổng hợp các Gym Leader của vùng đất Hoenn rồi, nên các bạn chưa xem hay quan tâm thì có thể ghé qua để theo dõi nhé. Và đó là những thông tin và nhận xét của bọn mình về Tứ Đại Thiên Vương cùng với nhà vô địch của vùng đất Hoenn. Các bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về những con người mạnh mẽ nhất của vùng đất Hoenn này? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG, everyone!